Đông Anh là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc từ thời An Dương Vương. Từ trung tâm huyện đi theo đường Đản Dị về với xã Thụy Lâm, bạn sẽ đến khu di tích Đền Sái, một điểm du lịch vừa có ý nghĩa lịch sử, vừa có giá trị tâm linh, đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, được nhiều người biết đến. Giữa cánh đồng mênh mông nằm ven sông Cà Lồ, trên núi Sái, một trong 7 ngọn núi thiêng thuộc dãy Thất Diệu Sơ là đến Sái. Ngôi đền thuộc làng Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, nổi tiếng không chỉ vì kiến trúc nghệ thuật độc đáo, mà còn là những dấu ấn lịch sử, văn hóa đặc sắc. Đền là nơi thờ Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ, một trong 4 vị thần trấn giữ Thăng Long, người có công giúp vua An Dương Vương diệt trừ Bạch Kê Tinh để xây thành Cổ Loa. Đây là khu di tích lịch sử Đền Sái, nằm trên dãy núi Thất Diệu Sơn, có từ thời vua Thục An Dương Vương. Khi mỗi lần mà vua Thục An Dương Vương xây thành Cổ Loa, thành cứ xây lên lại bị đổ. Ngài Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ là ở trên Đức Thánh của ngôi đền Sái này giúp ngài diệt trừ được tinh cà trắng và xây được thành Cổ Loa. Đền được xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ, cổng đền cao chót vót, tăng quan có 3 cửa chính và 2 cửa phụ nên còn được gọi là Ngũ Môn Quan. Người xưa khắc đôi câu đối: lâu đài chiêm bái lòng ngưỡng vọng, tam quan xã ngắm thấy cao vời. Hai bên sân phía trước đền Sái là ao hình tròn, được gọi là ao tiên. Qua nghi môn là tới gáp chuông cao 2 tầng, được xây theo kiểu trồng diêm 8 mái. Công trình này được phục dựng năm 1989. Trên gác treo quả chuông đúc vào thời vua Thành Thái, Triều Nguyễn, chỉ vì từ năm 1889 đến năm 1907. Tiếp đó là tòa kính thiên, chính giữa có tấm bia Huyền Thiên Đạo Quán, niên đại Chính Hòa thứ 22, năm Tân Tỵ 1701. Bốn mặt bia khắc chữ ca ngợi cảnh đẹp vùng núi Sái, lịch sử và công đức của Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ. Sau tòa kính thiên là nhà tiền tế và chính điện. Hậu cung là công trình được bảo tồn gần như nguyên vẹn với gạch lát nền từ thời Lê. Chính giữa là bức tượng Huyền Thiên Trấn Vũ làm bằng đất, sơn son tiếp vàng, có chiều cao 2,25m, đường kính 0,9m. Phía sau đền là chùa Sái và công trình thờ mẫu Tam Phủ, tạo nên một quần thể phối thờ theo lối tiền thần hậu Phật. Ngoài ra, phía sau đền Sái còn có các phía đông bắc của đền Sái có giếng tiên, là một hốc đá nằm bên trong một tảng đá chứa đầy nước. Chính những điểm đặc biệt riêng có đó đã tạo nên một không gian tâm linh yên bình nhưng cũng rất linh thiêng. Có thể khẳng định đền Sái là một công trình kiến trúc tín ngưỡng mang trên mình một bề dày lịch sử hàng nghìn năm, với quy mô kiến trúc rộng lớn, cảnh quan đẹp, với những giá trị khoa học, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật hiện có đã đưa di tích này vượt ra khỏi không gian hạn hẹp của một làng quê truyền thống để hòa nhập vào kho tàng di sản văn hóa dân tộc. We'll be right back.